Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 387 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Bản lĩnh của Giang Nam đã thật sự khiến cho nàng ngạc nhiên. Vừa rồi 7 Thiên Tôn đập tay, trừ Tịch Diệt đạo nhân ra, 6 Thiên Tôn khác nhiều ít đều bị thương nặng. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lại không biết rằng những người khác bị thương nặng đến đâu, thế nhưng trong đợt pha chạm vừa rồi, các Thiên Tôn khác đều có trợ thủ. Thanh Liên Thiên Tôn và Đế Lân hợp tác, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn không hợp sức với Giang Nam, dùng một nửa lực lượng đối phó với hắn, nên nàng biết rõ hắn chịu áp lực mạnh cỡ nào. Tiên Thiên Lô Bồng sau đầu Giang Nam vỡ 4 lần, nghĩa là hắn chịu 4 đòn công kích của 4 Thiên Tôn, nhưng hắn bị thương không nặng. Thực lực của Giang Nam đúng là siêu phàm, hơn Nguyên Mẫu Thiên Tôn một bậc. Tiên Thiên Bất Bại Chi Địa sao? Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Lô Bồng sau gáy Giang Nam, lộ ra biểu tình hâm mộ. Bất cứ Thiên Tôn nào không dám vỗ ngực bảo có thể đỡ 4 Thiên Tôn công kích, Giang Nam lại đỡ được. Tiên Thiên Lô Bồng này xứng đáng là Tiên Thiên Bất Bại Chi Địa. Bên dưới Lô Bồng, Tiên Thiên Bất Bại thử hỏi ai có pháp bảo không thể tưởng tượng như thế này được đây. Nguyên Thủy Đại La Thiên bao gồm tất cả, có thể biến thành chí bảo công kích. Tiên Thiên Lô Bồng, Tiên Thiên Bất Bại bảo vệ một vùng trời bất bại. Giang Nam có thể chiếm thiên cao nhất tiên giới, đúng là có tài riêng của hắn. Thiên Phi nhà ta đâu rồi? Vẻ mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn hung dữ gắt hỏi. Ngươi không ăn hiếp nàng đấy chứ? Nếu ngươi dám khi dễ Thiên Phi thì ta bầm thây ngươi ra. Ta không khi dễ nàng ấy bao giờ. Giang Nam cười nói. Bây giờ Thiên Phi có phu nhân của ta làm bạn, Nguyên Mẫu quét thần thức một cái là biết nàng ở đâu ngay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn trừng mắt nhìn Giang Nam, thần thức quét sơ, tìm kiếm vị trí của Thiên Phi Đạo Tôn bên trong Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cất bước chạy đi. Nhìn từ bên ngoài, Nguyên Thủy Đại La Thiên không lớn, thế nhưng bên trong có thể không vô tận. Dãy núi liên miên, núi to chập trùng, trời, trăng sao, lơ lửng, nguyên thủy chi khí hòa thành linh khí và mây mù. Đạo âm như có như không, các loại đại đạo, linh quang hóa thành chim bay cá nhảy. Tiên thiên, tiên cảnh thuần khiết nhất trên đời cũng không sánh bằng Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nơi này là Giang Nam dùng đại đạo bản thân diễn biến ra một vũ trụ, một thiên địa. Đạo và lý của Giang Nam thực thể hóa tại đây trở thành chân thật. Cái gì là đẹp nhất đây? Nếu là tồn tại như Nguyên Mẫu Thiên Tôn sẽ bảo đại đạo đẹp nhất. Có thể quan sát Nguyên Thủy Đại Đạo của Giang Nam trong khoảng cách gần, nghe đạo âm đúng là điều tuyệt vời. Trong Đại La Thiên chứa đạo và lý còn phong phú hơn, đạo và lý chứa trong Thông Thiên Các rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là không giống với bình thường. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lên tiếng khen ngợi. Đáng tiếc đường hắn đi không ai làm được. Giờ lát sau, Nguyên Mẫu Thiên Tôn tìm đến chỗ của Thiên Phi Đạo Tôn và Thiên Vi. Hai nữ nhân đang nghỉ ngơi trong đình, trà thơm nghi ngút, phong cảnh trang nhã. Mới vừa rồi, 7 Thiên Tôn bàn bạc quyết định vô lượng sát kiếp, tự va chạm một trưởng, thế nhưng không ảnh hưởng tới chỗ này. Từ đó đã thấy được Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam mạnh mẽ đáng sợ ra sao. Bên trong đình, hai nữ nhân trò chuyện, dáng vẻ nghiêm trang, dường như tranh cãi cái gì đó. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghiêng tai lắng nghe, giở khóc giở cười. Một nữ nhân nói, ta và bệ hạ có tình cảm phu thê hơn 1000 ức năm. Nữ nhân khác lại bảo, ngươi là vợ trước, hơn nữa còn là thiếp thất à. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hắng giọng tới gần, hai nữ nhân im miệng đứng lên chào đón. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thấy Thiên Phi Đạo Tôn không còn là khuôn mặt lạnh băng mà đầy sức sống,
thầm thở dài nghĩ: nhà đầu này cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn là Giang Thái Khư chuyển thế, nên lòng nảy mầm sự sống, có hy vọng sống sót rồi. Thôi, ta đừng vạch trần Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hơn. Thiên Vi cười nghênh đón, mắt lộ ra một tia cảnh giác. Thiên Vi mỉm cười hỏi: chắc vị phu nhân này không phải vợ trước của lão gia nhà ta phải không? Nguyên Mẫu Thiên Tôn xì cười nói: lão gia nhà ngươi có nằm mơ đi, ta là tẩu tẩu của hắn. Nhà ta tên Công Dã Càn, biệt danh Nam Quách Tiên Ông, tên hiệu là Lão Thọ Tử. Một lão quỷ không ngồi yên trong nhà được. Phủ Lê Nguyên Quân đừng bao giờ hiểu lầm. Thiên Vi thở phào, nhiệt tình mời nàng ngồi xuống. Thiên Vi cười nói: Thiên Phi tỷ tỷ có kể các chuyện kiếp trước của lão gia nhà ta, nên ta biết lão gia có thời gian huy hoàng như vậy, hậu cung nhiều không đếm xuể. Nguyên Mẫu Thiên Tôn chớp mắt, cố gắng nói khái Giang Nam: Nguyên Quân làm sao mà biết được, nhớ đâu lão gia nhà ngươi lại không lén mở vô số hậu cung mà ngươi không biết được thì sao? Thiên Vi cười cười nói: có lẽ lão gia nhà ta đời trước chịu khổ nên kiếp này chàng rất trung tình. Ba nữ nhân trò chuyện vui vẻ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn lo lắng cho Thiên Phi Đạo Tôn chịu thiệt nên không vội quay về Đạo Quân Điện. Nàng chế tạo một tòa chư thiên bên cạnh Nguyên Thủy Đại La Thiên, đặt tên là Thanh U Thiên, xây dựng Nguyên Mẫu Đạo Điện. Nguyên Mẫu Thiên Tôn kêu Thiên Phi Đạo Tôn đi qua ở chung. Thiên Vi thường ghé thăm Đạo Điện, ba nữ nhân tán nhảm với nhau. Tiên giới, ma giới thì đám người Định Quang Ma Đế, Nguyệt Bột Nữ Quân, Kế Đô Ma Đế, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Đạo Quân, Quỷ Nhung Đạo Quân tự chuyển thế lực của mình từ ma giới đến tiên giới. Đám đạo quân như Tịch Ứng Tình, Băng Liên Thánh Mẫu thì chuyển chư thiên thánh cảnh nhà mình đến gần tiên triều do Vân Liên Nữ Đế tạo ra, hình thành các chư thiên thánh cảnh xung quanh thiên trụ. Các thiên quân đạo quân phe Đại La Thiên từ bỏ lãnh địa, hoàn toàn bỏ trống ma giới, xoay quanh Vân Liên tiên triều đề phòng vô lượng sát kiếp đến. Đạo quân dưới tay Thanh Liên Tiên Tôn, đạo quân, thiên quân dưới tay Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn thì thừa dịp đó chiếm lĩnh khu vực ma giới. Đạo Tạng đạo quân dẫn dắt đại quân chiếm lãnh địa, ba phe xung đột với nhau. Giờ phút này thiên hạ nhân quả thắc loạn, trong thiên địa sinh ra lệ khí ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Tu sĩ phàm nhân, tiên nhân bị kéo vào vô lượng sát kiếp. Tiên giới ma giới chiến đấu sát phạt không dứt. Nhỏ thì từ bộ lạc, đế quốc dần dần dính đến tiên nhân tham gia cuộc chiến. Lớn thì thiên quân, đạo tôn dưới tay thiên tôn công phạt phe Tịch Diệt đạo nhân, chiến hỏa ngút trời. Tiên giới ma giới đã rơi vào hỗn loạn. Vân Liên tiên triều thống trị cương vực to lớn vô biên, các chư thiên lớn nhỏ dưới tay có hàng ngàn đế quốc. Phượng Nghi nữ quân tinh vực nhiều vô số kể. Vân Liên tiên triều khó tránh khỏi bị nhân quả thắc loạn quấy nhiễu. Đế quốc bộ tộc dưới tay chinh chiến sát phạt. Vân Liên nữ đế đã ra lệnh cấm đánh nhau, thế nhưng không thể ngăn chặn được cơn sóng nhân quả thác loạn này. Vân Liên nữ đế bất đắc dĩ đi Nguyên Thủy Đại La Thiên để cầu cứu. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đã bế quan, Vân Liên nữ đế đành phải chạy đi Nguyên Mẫu Đạo Điện tìm Thiên Vi. Thiên Vi cười nói: khi lão gia bế quan có nói với ta là nếu như Liên Nhi đến thì khiến cho nàng vào Đại La Thiên tìm một báu vật để trấn áp khí vận và nhân quả. Vân Liên nữ đế vội hỏi: nương nương, lão gia có nói là báu vật gì không? Thế thì lão gia không nói. Vân Liên nữ đế đành quay về Đại La Thiên tìm kiếm khắp nơi. Bất cứ thứ gì trong Đại La Thiên đều có khí thế không thể tưởng tượng. Vân Liên nữ đế tìm nửa ngày cũng không biết nên chọn cái nào. Thật lâu sau, Vân Liên nữ đế khó mà quyết định được. Nàng ngồi dưới gốc đế hoàng thụ nghỉ ngơi. Vân Liên nữ đế thầm nghĩ: lão gia không nói là bảo bối gì thì sao mà ta tìm được đây? À, gốc cây này là cây lão gia thành đạo, có khí vận của lão gia. Hay chuyển cây này đến tiên triều đi, mượn khí vận của lão gia trấn áp khí vận tiên triều. Mắt Vân Liên nữ đế sáng rực, vươn tay nhổ gốc đế hoàng thụ. Vân Liên nữ đế cứ nghĩ sẽ rất khó khăn, không ngờ khi nàng chạm vào thì gốc đế hoàng thụ tự động bay lên. Vô số rễ cây di chuyển như dòng nước đi theo sau Vân Liên nữ đế. Vân Liên nữ đế mừng rỡ nói: quả nhiên là báu vật này. Vân Liên nữ đế mang theo đế hoàng thụ bay ra khỏi Đại La Thiên, trở về Vân Liên tiên triều. Bảy con chim xanh trên đế hoàng thụ líu díu thò đầu xì xầm.
nữ nhân kia không nói một câu đã chuyển nhà chúng ta đi rồi, không lễ phép chút nào cả. Tốt xấu gì cũng nên cho một chút chi phí dỡ nhà đi. Ồ, hình như là nha đầu Vân Liên xấu bụng. Năm xưa chúng ta nhìn ngươi trưởng thành, thế mà ngươi phá nhà chúng ta, thật là không nói lý mà. Vân Liên nữ đế phất lờ đám chim, chạy đến Vân Liên tiên triều. Vân Liên nữ đế chồng đế hoàng thụ xuống. Đế hoàng thụ vừa cắm xuống đất tự mọc rễ trong tiên triều. Nhánh cây thần thụ tung bay càng lúc càng to ra, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Cành lá lan tràn đến các tinh vực, rễ nhánh bay múa xếp lại, vô số nhân quả hỗn loạn, khí vận như từng vân bốc hơi liên kết cùng khí vận tiên triều. Giờ phút này khí vận tiên triều ngưng tụ thành một thể, vô số tinh vực, đế quốc, bộ tộc thuộc quyền Vân Liên tiên triều, nhân quả đã rõ ràng, ngừng chiến đấu. Nhiều tiên nhân tham gia cuộc chiến như tỉnh giấc mộng, quay về phủ của mình, không đánh nhau nữa. Bên trong Vân Liên tiên triều đã bình tĩnh trở lại. Các đạo quân thiên quân đến hỏi, Vân Liên nữ đế đành nói ra lai lịch của đế hoàng thụ. Thánh ma đạo quân lo lắng nói, bây giờ khí vận tiên triều đã được ổn định, tiếc rằng sóng kiếp tiền sử sắp đến. Những lão giả chuyển thế như chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Bệ hạ có thể lại đi Đại La Thiên một chuyến, hỏi tiên tôn khi nào sóng kiếp đến được không? Chúng ta phải làm sao để ngăn cản được không? Đám người quỷ nhung đạo quân băng lên thánh mẫu gật gù. 16 đạo tôn thiên môn lên tiếng, đúng vậy, sóng kiếp đến là chúng ta sẽ thành tro bụi. Xin bệ hạ hãy đi hỏi tiên tôn cầu diệu pháp một phen. Vân Liên nữ đế cười nói, các vị đạo hữu, các người cầu ta thì có ích gì đây, hay đi Đại La Thiên thử vận may xem. Đám người thánh ma đạo quân, quỷ nhung đạo quân, lê hoa thánh mẫu, băng lên thánh mẫu nghe vậy liền hỏi dò, liệu có đi được không? Có gì mà không được. Vân Liên nữ đế cười nói, lão gia đang bế quan, nương nương ở chỗ nguyên mẫu thiên tôn, các ngươi vào Đại La Thiên tự mình tìm kiếm là được. Các đạo quân chuyển thế mừng rỡ, hân hoan reo hò chạy đi Đại La Thiên. Lạc Hoa Âm chớp mắt hỏi Tịch Ứng Tình, sư huynh, chúng ta cũng đi chứ? Tịch Ứng Tình nhíu mày nói, chúng ta không phải đạo quân chuyển thế, đi chỗ đó thì rất là kỳ. Hạo Thiếu Quân ló đầu ra nói, Tịch Thiên Vương có nắm chắc độ qua vô lượng sát kiếp hay không? Tịch Ứng Tình lắc đầu nói, không. Thiếu Hư cười chen vào, vậy cùng đi Đại La Thiên cướp của thôi. Đạo Vương vẻ mặt uy nghiêm nói, chúng ta đi lấy một hai món đồ, chắc thiên tôn sẽ không so đo đâu. Nhưng không được đi quá nhiều người, nếu dọn sạch Đại La Thiên thì thiên tôn sẽ rất đau lòng. Chợt nghe tiếng vèo vèo, các tiên quân, thiên quân, đạo quân chạy ra khỏi Vân Liên tiên triều, bay lên Đại La Thiên. Vân Liên tiên triều vốn là nhân tài đông đảo, giờ phút này đã trống trơn, chỉ còn thưa thớt vài người. Khổ Hạnh thiên tôn, Vạn Vật đạo tổ cũng lẫn trong đám người đó. Khổ Hạnh thiên tôn cố gắng không gây chú ý, nhỏ giọng nói, sư huynh, ta mới đến, không biết trong Đại La Thiên có báu vật nào giúp lão tăng độ kiếp, trấn áp khí vận sa môn đại giáo hay không? Khó đấy, rất khó. Vạn Vật đạo tổ lắc đầu nói, trấn áp khí vận sa môn đại giáo gần như tương đương với trấn áp 3 phần uy lực tịch diệt kiếp thời đại sa môn, rất khó khăn. Tiêu chuẩn thấp nhất là tiên thiên linh bảo, và đó phải là tiên thiên linh bảo đỉnh cao, uy lực không kém gì nguyên dục thái cực đồ của ta. Ta là người chín thế, sóng kiếp đến, e rằng phải tìm một món tiên thiên chí bảo mới trấn áp được. Trong Đại La Thiên chưa chắc sẽ có bảo bối uy lực như thế. Hơn nữa, Vạn Vật đạo tổ nhìn xung quanh, tiên quân, thiên quân, đạo quân đông nghìn nghịt như châu chấu tuôn hướng Đại La Thiên. Vạn Vật đạo tổ nhức đầu nói, hơn nữa nhiều người như vậy thì có nhiều bảo bối hơn nữa cũng không đủ chia đâu. Cường giả đẳng cấp tiên quân phe Đại La Thiên khoảng hơn 2.000 người, 51 đạo quân, số lượng tiên quân thì 4-5 vạn. Giờ phút này một đám tiên nhân kéo nhau vào Đại La Thiên tìm pháp bảo độ kiếp. Có trách Vạn Vật đạo tổ bảo Đại La Thiên sẽ bị dọn sạch. Cả đám lên Đại La Thiên, đúng là như Vân Liên nữ đế đã nói, Giang Nam đang bế quan, Thiên Vi thì đến chỗ Nguyên Mẫu Thiên Tôn làm khách. Trong Đại La Thiên không có người trông chừng, ổ chim xanh cũng bị chuyển vào Vân Liên tiên triều.
Giang Tuyết Tình dẫn theo đạo tôn Thiên Môn đến trước một bước. Đám người Viên Thái Lão Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân, Tương Khang Chức Mẫu, Thanh Hư Đạo Nhân nhìn xung quanh. Trên Đại La Thiên, các tầng cung khuyết, đình đài lầu tạ, tinh la dày đặc. Trời, trăng sao treo trên bầu trời, dãy núi dưới đất nhiều như vì sao vậy. Có sông lớn chảy xiết rót vào biển cả, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, rồng cá trong biển, không nhìn ra cái nào là pháp bảo cả. Thánh Ma Tiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, Băng Liên Thánh Mẫu cũng đến Đại La Thiên. Mọi người nhìn quanh quất. Vạn Chú Đạo Quân thấy cái chuông to treo dưới mái một đại điện thì chạy nhanh tới đó. Vạn Chú Đạo Quân nói: Vạn Chú Thiên Trung của ta đã vỡ trong tai kiếp rồi. Chuông là vũ khí tiện tay ta nhất, các người đừng giành với ta. Đám người Viên Thái Lão Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân, Thánh Ma Tiên Tôn lắc đầu nói: Nếu ngươi chọn chúng, tức là có duyên với ngươi. Pháp bảo kiểu chuông không thuận tay với chúng ta đâu. Vạn Chú Đạo Quân định tháo chuông to xuống, đột nhiên nhìn qua khung cửa sổ, thấy trong đại điện xếp hàng loạt chuông, tổng cộng 50 cái. Vạn Chú Đạo Quân nhìn đăm đăm, không tháo chuông dưới mái hiên mà chạy ngay vào trong đại điện. Mấy cái chuông này chứa tiên thiên chú đạo của ta, tận 50 cái lần. Vạn Chú Đạo Quân xem xét kỹ, hoảng sợ nói: 50 cái chuông cảnh giới tiên thiên, Vạn Chú Thiên Trung của ta cùng lắm chứa một loại cảnh giới tiên thiên mà thôi. Giây lát sau, Vạn Chú Đạo Quân vác 50 cái chuông và cả chuông treo dưới mái hiên ra nói: Kế đồ mà đế, xin hãy thả chú đạo tịch diệt kiếp của ta ra khỏi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, để ta thử uy lực cái chuông xem có đối kháng lại kiếp nạn này được không. Sóng kiếp chú đạo tịch diệt kiếp đã vọt tới thời đại tiên đạo, tịch diệt tất cả sinh linh 18 chư thiên đang hồn lĩnh, chỉ còn lại 100 vạn sinh linh sống. Vạn Chú Thiên Trung của Vạn Chú Đạo Quân cũng bị tịch diệt. 100 vạn sinh linh tạm thời đang trốn trong tử phủ của Vạn Chú Đạo Quân. Lúc bấy giờ, Giang Nam triệu tập các cường giả thuộc hạ đi Đại La Thiên để họp. Đám đạo quân thiên quân hợp tác chấn áp sóng kiếp chú đạo tịch diệt kiếp và Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ của Kế Đô Ma Đế, tránh cho làm hại Vạn Chú Đạo Quân. Kế Đô Ma Đế vận chuyển Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ ngay, thả một nửa sóng kiếp ra. Sóng kiếp mới tràn ra, liền cảm ứng được hơi thở của Vạn Chú Đạo Quân rít gào xông tới, hùng dũng mãnh liệt, diệt tuyệt hết thảy. Các đạo quân thấy sóng kiếp này đều biến sắc mặt, thầm giật mình. Kiếp uy này mãnh liệt hơn cả tịch diệt kiếp, hủy diệt chú đạo gấp mấy lần. Có lẽ sóng kiếp dính phải thời đại chú đạo, tiên đạo nên tăng mạnh kiếp uy như vậy. Các đạo quân mới nghĩ đến đây, chợt nghe tiếng chuông trầm bổng vang lên, tiết tấu tuyệt vời, như chư thần đang ca hát. 50 cái chuông và chuông treo dưới mái hiên cùng bay lên, lơ lửng trên đầu Vạn Chú Đạo Quân. Các chuông lắc lư hoặc nhanh hoặc chậm, tiếng chuông có cao có thấp. Đạo âm cuồn cuộn đi qua đâu là sóng tịch diệt kiếp hung dữ dịu lại, bị chấn áp ngoan ngoãn, không làm hại mạng sống Vạn Chú Đạo Quân. Vạn Chú Đạo Quân yên lòng nói: Kế Đồ Ma Đế, xin hãy thả hết sóng kiếp ra đi. Kế Đồ Ma Đế gật đầu, thả sóng kiếp còn lại trong Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ ra. Mấy chục thiên quân, đạo quân cùng nhau chấn áp sóng kiếp này mới xong. Chỉ thả một nửa thì không sao, không gây ra sóng gió lớn gì. Nếu thả một nửa sóng kiếp khác sẽ khiến cho kiếp uy tăng gấp 4-5 lần. Tịch diệt ma nhãn như bánh xe bay lên quanh Vạn Chú Đạo Quân. Tịch diệt kiếp quang bắn tứ tung, có tận thế kiếp vũ, tận thế kiếp âm, không chỗ nào không có. Tịch diệt thiên hỏa như sóng đốt cháy hư không, có thiên nhân ngũ suy chi khí hóa thành kiếp vân, hình thành vòng xoáy hủy diệt tất cả quay chung quanh Vạn Chú, không ngừng tuôn ra muốn nghiền nát gã. Vạn Chú Đạo Quân vội vận chuyển 50 cái chuông, chuông lắc lư không dứt, tiếng chuông đối kháng với sóng kiếp, không cho sóng kiếp đến gần Vạn Chú Đạo Quân, chỉ bay xung quanh gã. Vạn Chú Đạo Quân thở phào vui vẻ nói: Bảo bối này quá là tuyệt vời, tuy không thể chấn áp tịch diệt kiếp được thì nhưng giữ lại sóng kiếp này cũng có thể bảo vệ được ta. Các người cứ hâm mộ đi, hâm mộ cũng vô dụng thôi, bảo bối này đã thuộc về ta rồi. Sóng chú đạo tịch diệt kiếp quay chung quanh Vạn Chú Đạo Quân không ngừng dâng lên, hình thành bức tường phòng ngự uy lực khó có thể tưởng tượng. Có tiên thiên chung và sóng kiếp chú đạo, đạo tôn bình thường đừng hòng mà tổn thương Vạn Chú Đạo Quân được. Các đạo quân khác nhìn mà thèm thuồng, tự mình tìm kiếm khắp nơi.
Thánh ma thiên tôn vào rừng bồ quỳ, dương mắt nhìn một gốc cây bồ quỳ đỏ thẫm như máu, khác hẳn với các cây bồ quỳ khác, rất khỏe mạnh. Trên cây bồ quỳ có 7 chiếc lá, màu sắc khác nhau, thế nhưng đều đỏ thẫm như máu. Ta dùng quạt ba tiêu, cây bồ quỳ đỏ thẫm này kỳ lạ nhất, hay chuyển rời thứ này đi vậy? Thánh ma thiên tôn tiến lấy trước, không người vái cây bồ quỳ đỏ thẫm, lẩm bẩm nói: nếu ngươi là pháp bảo, nếu có duyên với ta thì hãy tự động bứng gốc biến thành pháp bảo đi. Thánh ma thiên tôn vừa dứt lời, gốc cây bồ quỳ đỏ thẫm tự nhảy lên, 7 mảnh lá rụng xuống thành 7 quạt ba tiêu ghim sau lưng thánh ma thiên tôn, có đủ màu như chim công xòe đuôi vậy. Cây bồ quỳ đỏ thẫm chỉ còn lại thân cây trụ lủi, đột nhiên thân cây chấn động, lớp da rơi ra, lộ ra một cây chiến kích đỏ máu giấu trong thân cây. Chiến kích kêu vù vù, thánh ma thiên tôn vừa mừng vừa sợ cầm chiến kích lên. Chiến kích và 7 cây quạt ba tiêu sau lưng thánh ma thiên tôn chứa 8 loại tiên thiên, tuy không khủng bố bằng 50 chiếc chuông tiên thiên của vạn chú đạo quân, thế nhưng về uy lực không thua kém chút nào. Thánh ma thiên tôn rất vừa lòng. Còn viên thái lão nhân tìm mấy ngày trong đại la thiên chỉ được 2 cái hộp và 1 bàn cờ, không có quân cờ trắng đen. Viên thái lão nhân thầm nhủ xui xẻo: nếu không có quân cờ thì chỉ có thể xem như 3 món tiên thiên pháp bảo đủ để nghênh địch, thế nhưng còn lâu mới chấn áp sóng kiếp được. Hey, quân cờ lấy ở đâu ra bây giờ? Viên thái lão nhân đang suy tư, đột nhiên ngước lên nhìn trời sao, óc lóe tia sáng. Viên thái lão nhân giơ 2 cái hộp cầu nguyện: nếu ta có cơ duyên này chấn áp được sóng kiếp, xin thỉnh sao đầy trời làm cờ. Viên thái lão nhân vừa dứt lời, sao rải rác đầy trời bay xuống, rơi vào trong 2 cái hộp cờ, biến thành quân cờ trắng đen chứa đầy trên hộp. Viên thái lão nhân đến kỹ, lòng thầm hoảng sợ. Trong hộp mỗi bên có 108 quân cờ, mỗi quân chứa một loại tiên thiên đạo cảnh, mặc dù là cấp thấp thế nhưng nguyên một hộp cờ gộp lại có thể biến thành một loại đạo cảnh kỳ đạo tiên thiên rất cao cấp. Viên thái lão nhân sững rờn: có thể chấn áp sóng kiếp của ta rồi, trong vân liền tiên triều có thể giữ được mạng sống rồi. Các đạo quân chuyển thế tìm được trọng bảo trong đại la thiên, trước mẫu tìm thấy bức tranh giang sơn xã tắc đồ trong lăng tiêu điện, thiên hy thánh nhân tìm được một con rùa to lưng cõng tiên thiên bắt quái, tương khang tìm được một túi mũi tên trùng hợp xứng đôi với xạ thiên cung của gã, băng liên thánh mẫu tìm được một cái tiên thiên giao cầm 50 giây, mạnh hơn tiên thiên giao cầm nàng cướp từ tay vô tà đạo quân thiên hoang đạo quân năm xưa rất nhiều, là tinh phẩm trong tiên thiên linh bảo. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân, kế đô ma đế, bỉ ngạn nương nương, tịch ứng tình thì thu hoạch rất kinh người. Hồng đạo nhân khiêng đi 12 cây hoa biểu đằng trước đại điện, bỉ ngạn nương nương tìm được 4 cái đỉnh cùng với huyền hoàng chấn đạo đỉnh gộp lại thành 5 đỉnh. Kế đô ma đế lấy hỗn nguyên tam thiên sát đậu đồ ra xúc động một tòa thần điện, bên trong điện chứa một tòa bảo khố. Trong thần điện phát ra tiếng lăng keng va chạm, 3000 kiếm quang sát khí âm trầm bay ra rơi vào hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, bổ sung đầy đủ cho sát đạo đồ. Còn tịch ứng tình tìm được một chiếc gương bị kính quang chiếu trúng là sẽ nhập mộng vào kính, rất là kỳ lạ. Lại có người còn được một tòa thần điện rất là hãnh diện, nhưng nếu không có cơ duyên với bảo vật đó thì làm cách nào cũng không lấy xuống được. Chỉ có cách miễn cho có kiên nhẫn thì sẽ tìm được vật có duyên với mình. Khổ hạnh giáo chủ, vạn vật đạo tổ bởi vì rất dè dặt nên lẫn vào trong đám tiên quân, thiên quân. Hai người đi tới Đại La Thiên lòng lạnh lẽo, người đông nghìn nghịt chạy tới chạy lui, có người đào đất, có người nhảy xuống giếng sâu, có người hái trời trăng trên cao, một đống lộn xộn cảnh tượng săn tìm kho báu. Khổ hạnh giáo chủ trợn to mắt nói: Cái này. Khổ hạnh giáo chủ lấy một cái xẻng ra làm bẩm: sư huynh, chúng ta cũng đào bảo bối hay sao? Vạn vật đạo tổ lắc đầu nói: nếu thiên tôn chuẩn bị bảo bối cho chúng ta thì tự nhiên sẽ cảm ứng được, nhưng cần ngồi xuống cảm ứng kỹ càng. Hai thiên tôn đều là cường giả trong thiên tôn, khổ hạnh giáo chủ, vạn vật đạo tổ khoanh chân ngồi xuống cảm ứng kỹ càng. Giờ lát sau, khổ hạnh giáo chủ lòng máy động đứng dậy đi tới bên thiên hải. Thiên hải bao la vô tận, sóng gợn dập dìu, trong biển có sen, có núi. Lão tăng này không lưng múc nước biển lên nếm thử,
vị giác cay đắng. Khổ hạnh giáo chủ khẽ thở dài. Đắng, đắng, đắng. Khổ hài này chắc là cơ duyên thiên tôn để cho ta rồi. Khổ hạnh giáo chủ nhảy lên rơi vào trong đóa sen ngay giữa khổ hải. Khổ hải càng lúc càng nhỏ, giây lát sau biến thành cái ao vàng. Khổ hạnh giáo chủ ngồi trên bảo tọa hoa sen trong ao. Vạn vật đạo tổ cảm ứng thật lâu, thế nhưng không được gì, thầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ bảo bối trong Đại La Thiên bị mấy tên này tìm hết rồi sao? Hay Nguyên Thủy Thiên Tôn không luyện ra pháp báo giúp ta chấn áp sóng kiếp chín kiếp hay sao? Vạn vật đạo tổ đang định đứng lên, đột nhiên Đại La Thiên chấn động dữ dội. Địa thủy phong hỏa tuôn ra, hóa thành thái cực âm dương đồ to lớn, cảm ứng với nguyên dục thái cực đồ trên người vạn vật đạo tổ. Ông... thái cực âm dương đồ bay tới gần, rơi vào nguyên dục thái cực đồ. Vạn vật đạo tổ giật mình, cảm nhận các đạo lý ập đến, hoàn thiện chính mình, hoàn thiện thái cực tiên thiên đạo cảnh, thúc đẩy nguyên dục thái cực đồ tiến bộ cao hơn. Vạn vật đạo tổ từng làm nguyên dục tiên đế, là đạo quân đầu tiên hoàn thiện 3.000 đại đạo chính đạo trong thời đại tiên đạo. Trừ thiên tôn ra, những đạo quân tiên đạo khác kém hơn vạn vật đạo tổ nửa bậc một chù. Vạn vật đạo tổ đã sớm chứng đạo tôn, luyện nguyên dục thái cực đồ thành tiên thiên linh bảo. Thế nhưng kiếp số của vạn vật đạo tổ cũng là kinh người nhất, vì gã sống chín kiếp, sóng kiếp chín đời hoàn toàn sẽ phá hủy gã. Nguyên dục thái cực đồ cũng không chấn áp sóng kiếp được, cần dùng tiên thiên chí bảo để mà chấn áp. Vạn vật đạo tổ đến Nguyên Thủy Đại La Thiên vì muốn tìm tiên thiên chí bảo nào đó trợ giúp cho gã chấn áp kiếp số. Thế nhưng tiên thiên chí bảo hiếm có biết mấy, giống như Khánh Vân của Giang Tuyết Tình là báu vật tiên thiên chí bảo, Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn vốn là tiên thiên chí bảo, sau này mượn cơ hội chứng đạo nâng hai báu vật lên đẳng cấp Nguyên Thủy chí bảo. Trừ hai báu vật kia ra, bên trong đạo quân điện cũng có tiên thiên chí bảo nhưng không nhiều. Trong số các tiên thiên chí bảo đã nổi tiếng có bà Sa Bảo Thụ của Vô Cực Thiên Tôn, còn một hai cái nữa nhưng đến nay không lộ diện. Tiên thiên chí bảo còn lại thì có Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên lô bồng của Giang Nam. Chỉ thiên tôn mới luyện chế ra được chí bảo, nhưng tốn thời gian rất nhiều, dùng mạng sống tế luyện, tiêu hao rất lớn. Một thiên tôn luyện thành một tiên thiên chí bảo đã là thành tựu ghê gớm, như Giang Nam luyện ra hai chí bảo thì là độc nhất vô nhị. Vạn vật đạo tổ không trông chờ vào có thể tìm được một tiên thiên chí bảo. Tiên thiên thái cực âm dương đồ này cũng không phải tiên thiên chí bảo, mà là tiên thiên linh bảo, đương nhiên đẳng cấp rất cao, không thua kém gì nguyên dục thái cực đồ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng đây vẫn chỉ là tiên thiên linh bảo. Khi tiên thiên thái cực âm dương đồ dung nhập vào nguyên dục thái cực đồ, hai đạo đồ giao hòa, lý niệm đan xen, khiến cho nguyên dục thái cực đồ liên tục tiến bộ, lột xác. Vạn vật đạo tổ giật mình, cảm thấy chuyện này không tầm thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn trợ giúp ta nâng nguyên dục thái cực đồ lên đẳng cấp chí bảo hay sao? Tu thành thiên tôn nâng pháp bảo lên đẳng cấp chí bảo cần luyện thành đạo tâm vĩnh hằng bất diệt, đây là cửa ải lớn nhất. Vạn vật đạo tổ đã chuyển thế 9 lần, đây là kiếp thứ 10. Nếu đời này vạn vật đạo tổ chết thì gã không có cơ may chuyển thế nào nữa, nên gã mới nhập ma, lòng nổi sát cơ muốn giết hết người trong thiên hạ, tiếp đó chính mình bình an mà độ tịch diệt kiếp. Đơn thuần tính từ đạo tâm thì tâm tính của vạn vật đạo tổ mãi mãi không thể luyện thành vĩnh hằng bất diệt đạo tâm. Gã đã cắt đứt đường thiên tôn, khả năng luyện thành tiên thiên chí bảo cũng không có. Vạn vật đạo tổ tích lũy đủ, thế nhưng đạo tâm hạn chế thành tựu của gã. Trong Đại La Thiên, trong tiên thiên thái cực đồ chứa vĩnh hằng bất diệt đạo tâm của Giang Nam, lại cộng thêm hắn lãnh ngộ tiên thiên thái cực đạo cảnh, bổ sung đầy đủ tiên thiên thái cực đạo cảnh, khiến cho nguyên dục thái cực đồ có khả năng lên đến chí bảo. Luyện nguyên dục thái cực đồ mà thành tiên thiên chí bảo thì sóng kiếp chín kiếp của ta có thể bị chấn áp được rồi. Thế nhưng bây giờ còn cần một đoạn thời gian để nâng cấp nguyên dục thái cực đồ lên tiên thiên chí bảo. Vạn vật đạo tổ tinh thần thoải mái nhìn bốn phía, thấy trong Đại La Thiên có rất nhiều người đi lung tung tìm báu vật, rất náo nhiệt. Nhiều người đã có thu hoạch được một hai báu vật. Giờ phút này Đại La Thiên đã tan hoang, mặt trời trên cao bị một người tên là Kim Đế Thiên Quân lấy mất. Trời sao thiếu đi một khoảnh lớn, mây bay cũng chỉ còn lại hai ba áng, thiên hải bị thu, dãy núi chỉ còn rải rác vài ngọn.
có người khiêng đi thần thụ, có người bẻ chạc cây, có người rút nước sông, có người lấy hồ nước, có người tháo tấm biển cung khuyết xuống, có người khiêng đỉnh trước đại điện đi, có người dỡ bỏ cột đồng chống đại điện, có người phát bình phong, có người nhảy vào lạch ngắt hoa sen, có người treo lên cây hái trái đỏ. Lại có một nữ tiên quân lấy đi một luồng thải hồng. Vạn vật đạo tổ không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ: Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này mất máu rồi. Thế nhưng chắc chắn hắn biết chuyện này, tặng cơ duyên cho chúng ta nên mới dung túng như vậy. Lúc này trong Nguyên Mẫu Đạo Điện, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Thiên Vi cười nói: Nguyên Quân, nhà các ngươi bị cướp sạch như vậy, ngươi lại là chủ nhân, tại sao không đứng ra quản lý vậy? Lão gia nhà ngươi luôn đi qua đâu là nơi đó không mọc được một cọng cỏ, giờ báo ứng đã đến, bị người ta cướp sạch rồi. Thiên Vi mỉm cười nói: Lão gia nhà ta nếu không cho vào Đại La Thiên thì ai có thể đi vào được đây? Lão gia nghĩ tình vô lượng sát kiếp sắp đến, Thiên Quân, Đạo Quân dưới tay sẽ có nhiều người tử thương, thế nên mặc kệ bọn họ đi chọn báu vật đấy mà. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói: Nhưng bảo bối trong Đại La Thiên bị lấy đi cỡ hơn 5 vạn cái, uy lực Nguyên Thủy Đại La Thiên bị tổn hao nhiều, nếu tranh chấp cùng Thiên Tôn sẽ rất bất lợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Vi nghe vậy lắc đầu nói: Không, những báu vật này chỉ là một cọng lông châu với lão gia thôi. Lòng Nguyên Mẫu Thiên Tôn rung động, thế mới biết tại sao Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam có thể đối kháng cùng Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn. Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn là chứng đạo Nguyên Thủy chi bảo, lại là nguyên thần thân thể, một chứng tam chứng. Pháp bảo như thế va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên, vậy mà không chiếm ưu thế chút nào, có thể thấy Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam thần kỳ đến đâu. Không chỉ thế, thân thể Đạo Không Thiên Tôn va chạm với Nguyên Thủy Đại La Thiên cũng không chiếm chút ưu thế nào. Dùng thân thể chứng đạo hỗn độn thì cường đại biết mấy, thế nhưng không thể thắng Nguyên Thủy Đại La Thiên. Chỉ có tiên thiên đạo cảnh chứa đạo diệu hoài không hết, nhiều không đếm xuể, mới có uy lực kinh người như vậy. Hợp tác với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tệ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đăm chiêu nghĩ: Thiên Phi, ngươi cũng nên đi tìm báu vật, nếu sóng kiếp tịch diệt thời đại nguyên đạo ập đến thì ngươi cũng sẽ gặp nạn. Thiên Phi Đạo Tôn lắc đầu nói: Đạo Quân Điện còn không đối kháng nổi với nguyên đạo tịch diệt kiếp, Nguyên Thủy Đại La Thiên không giúp được gì đâu. Nguyên Mẫu Thiên Tôn gật gù thở dài: Đạo Quân Điện đúng là mạnh hơn Hồng Mông Thanh Liên của Thanh Liên Tiên Tôn, mạnh hơn thân thể của Đạo Không Thiên Tôn một chút, thế nhưng chỉ né được tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo, không dám lịch kiếp. Nếu sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo ập đến thì Nguyên Thủy Đại La Thiên cũng là vô dụng. Tịch diệt kiếp chỉ có thể né chứ không thể đối diện, đây là điều làm các Thiên Quân Đạo Quân bi thương. Đạo Tôn núp trong Đạo Quân Điện, Thiên Quân Đạo Quân ẩn trong Tiên Thiên Pháp Bảo, Thiên Quân Đạo Quân đã chết thì ẩn vào Vô Nhân Cấm Khu. Từ xưa đến nay, trừ Tịch Diệt Đạo Nhân ra, chưa từng có ai trải qua kiếp mà bất tử. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhủ thầm: Bây giờ Vô Cực Thiên Tôn lấy vẻ Vô Cực Đạo Trác, sóng kiếp thời đại nguyên đạo cách tiên đạo còn rất xa xôi, có đến được hay không cũng rất khó nói. Trừ phi Tịch Diệt Đạo Nhân càng lúc càng mạnh, cường đại đến mức có thể triệu hoán sóng kiếp thời đại nguyên đạo đến được. Nhưng nhìn tình hình, thực lực Tịch Diệt Đạo Nhân tăng tiến có lẽ ngày đó sẽ đến. Sóng kiếp thời đại nguyên đạo cộng với sóng kiếp các thời đại nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, thời đại tiên đạo sẽ lao đao dẫn đến hạo kiếp trước giờ chưa từng có. Tịch diệt kiếp cuối cùng cũng sẽ đến. Cường giả thời đại tiên đạo hiện thời không ai sống sót nổi, chỉ có tồn tại tận cùng đại đạo mới có khả năng sống tiếp. Chỉ có dấy lên vô lượng sát kiếp làm giảm uy lực tịch diệt kiếp đến mức nhỏ nhất mới sống tiếp được. Vô lượng sát kiếp sao? Mấy trăm vạn năm cũng chưa qua, sóng tịch diệt kiếp các thời đại ma đạo, yêu đạo, nhân đạo, hồn đạo, vân vân ùa vào thời đại tiên đạo. Đa số đạo quân tiền sử sau khi chuyển thế đều tụ tập trong Thiên Môn, Vân Liên Tiên Triều. Những đạo quân này qua chuyến đi Đại La Thiên đã có pháp bảo của riêng mình, chấn áp sóng kiếp bản thân không xảy ra nhiều rối loạn. Trong phàm nhân tu sĩ thì có khá nhiều người bởi vì tu luyện ma đạo, yêu đạo, hồn đạo trong tiên đạo mà chết đi, bị sóng tịch diệt kiếp nghiền nát. Từng đợt sóng tịch diệt kiếp xâm nhập cơ thể, giết người trong vô hình. Thời đại tiên đạo
từ phồn vinh thoáng chốc tiêu điều đi rất nhiều. Sóng tịch diệt kiếp các thời đại vì hấp thu đại đạo tương ứng trong thời đại tiên đạo nên dần chứng lớn, uy lực càng lúc càng mạnh, dần dần uy hiếp đến cao tầng trong tu sĩ và tiên nhân. Trong Vân Liên Tiên Triều, nhiều đạo quân chuyển thế tự lấy ra pháp bảo đào trong Đại La Thiên chấn áp một phương, bình ổn sóng kiếp, bảo đảm cương vực tiên triều không bị sóng kiếp ăn mòn. Khổ Hạnh giáo chủ mang theo Tiên Thiên Khổ Hải bay đi Sa Môn Đại Giáo ở phương Tây, đặt Khổ Hải trong Cực Lạc Thánh Cảnh. Phật Đà, các đệ tử Sa Môn cảm thấy người nhẹ hẫng, cảm giác bị sóng tịch diệt kiếp cắn nuốt tu vi, đại đạo, đạo tâm bỗng chốc không còn. Mấy trăm vạn năm nay, khắp nơi là chết chóc. Tuy có sinh linh mới không ngừng sinh ra lớp lớp, thế nhưng không còn ai tu luyện chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo, Sa Môn Đại Đạo trong tiên đạo nữa. Thời đại tiên đạo vẫn rất hưng thịnh, thế nhưng đã dần lộ ra xu hướng xuống dốc. Đặc biệt trong vũ trụ ma giới, đạo tạng đạo quân dẫn dắt hệ tịch diệt, không ngừng công phạt, tàn sát, tịch diệt vô số tinh vực. Luân phiên tranh đấu với cường giả dưới tay đế và tôn đã chiếm một nửa giang sơn. Cường giả phe vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn tuy tham gia chiến đấu, thế nhưng không dốc sức nhiều, không có bao nhiêu chiến quả. Một nửa cương vực vũ trụ ma đạo biến thành thiên nhân ngũ suy, khắp nơi tuôn ra tịch diệt kiếp, tịch diệt cự thú, tịch diệt đạo nhân hoành hành ở trong đó. Chỉ có Vân Liên Tiên Triều, Sa Môn Đại Giáo vẫn là thánh địa hòa bình, nên rất nhiều sinh linh kéo hướng hai thánh địa này tìm kiếm che chở. Tây phương Sa Môn Đại Giáo cần chuyển rời đến bên Tiên Triều, nếu không chúng ta rơi vào kiếp, Sa Môn sẽ đơn độc ở bên ngoài. Vân Liên Nữ Đế nói với Khổ Hạnh giáo chủ: trước mắt chúng ta cùng đế và tôn còn an bình, thế nhưng tiêu diệt cánh chim của tịch diệt đạo nhân thì chắc chắn bọn họ sẽ xuống tay với chúng ta. Sa Môn Đại Giáo của giáo chủ sẽ gặp nguy hiểm. Khổ Hạnh giáo chủ nghe vậy nói: bệ hạ, cơ nghiệp Sa Môn Đại Giáo ở đó sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc được? Huống chi Sa Môn Đại Giáo không phải hư danh, miễn đế và tôn không ra tay thì không ai làm gì ta được. Vân Liên Nữ Đế nhíu mày, biết Khổ Hạnh giáo chủ không nỡ bỏ cơ nghiệp. Nếu chuyển Sa Môn Đại Giáo vào Vân Liên Tiên Triều sẽ bị người kiềm chế, biến thành đại giáo trên danh nghĩa của tiên triều. Khổ Hạnh giáo chủ cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với đế và tôn, ý định làm ông ba phải. Vân Liên Nữ Đế không khuyên gì nữa nói: nếu giáo chủ được Tiên Thiên Khổ Hải được ích lợi từ thiên tôn thì nên biết báo đáp thiên tôn. Khổ Hạnh giáo chủ nói: đó là đương nhiên. Ngày hôm nay, gần Vân Liên Tiên Triều truyền đến chấn động mãnh liệt, mặt đất liền lướt ra, tiên giới và ma giới kết nối, biển máu ùn ùn tuôn ra ngoài, nhuộm đỏ cả thiên địa. Vô số tịch diệt thú như con kiến bò lồm ngồm tuôn ra huyết tương, lao vào cương vực Vân Liên Tiên Triều ăn thịt người lung tung. Vô số sinh linh Vân Liên Tiên Triều đã tử vong. Cường giả trong Vân Liên Tiên Triều liền chấn áp ngay, đổ sát tịch diệt cự thú. Thế nhưng khe nứt trên mặt đất càng ngày càng nhiều, từng xúc tu đen thui tựa như cái ống đen dài ước vạn dặm từ ma giới thỏ ra ngoài, vang lên rung mạnh. Thân thể to lớn không gì sánh bằng của thần mẫu đạo quân nhảy ra khỏi lòng đất, nặng nề mà đáp xuống tiên giới. Các tịch diệt đạo quân, tịch diệt thiên quân đứng trên lưng thần mẫu đạo quân, khí thế siêu khủng bố. Phía sau là tịch diệt cự thú, người chăn nuôi vô cùng vô tận. Vô lượng sát kiếp của tiên triều đã đến rồi. Khuê Dực đạo quân vội vàng triệu tập các tiên quân, thiên quân, đạo tôn, sai người đi mời Khổ Hạnh giáo chủ điều động đại quân chuẩn bị chiến đấu. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cũng sai người đến đưa thư: muội và đạo tạng quyết đấu, vô tình hơn một nửa số người trốn hướng tỷ tỷ, tiểu muội sợ hãi, đặc biệt sai người gửi thư đến thông báo cho tỷ tỷ sớm đề phòng. Vân Liên Nữ Đế xé nát lá thư nói: tiện nhân. Vân Liên Nữ Đế cắn răng nói: rõ ràng là nàng ta thấy chúng ta không tham dự cuộc chiến càng lúc càng hưng thịnh, nên cố ý thả ra một số tịch diệt đạo tôn, tịch diệt đạo quân để đối phó với chúng ta, mượn tay đám quái vật này làm suy yếu thực lực của chúng ta đây mà. Không lâu sau, các tiên quân, đạo quân, đạo tôn cũng chạy tới nơi. Tiên quân nối liền không dứt vào chiều yết kiến cả đám cường giả tụ tập lại. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, La Hầu La Ma Đế, Bỉ Ngạn Nương Nương, Thánh Ma Tiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa Thánh Mẫu,
các đạo quân phát ra khí thế đạo tôn, vân lên tiên triều, muôn vàn khí tượng, các linh quang bay đầy trời hoặc từ trên trời giáng xuống, khí thế phi phàm. Vân lên nữ đế đứng trên cao, chỉ tay một cái, một tấm gương xuất hiện, phản chiếu cảnh thân thể của thần mẫu đạo quân. Các thiên quân, đạo quân, đạo tôn nhìn chằm chằm vào. Trong minh kính, thân thể thần mẫu đạo quân xuất hiện ở hướng đông cương vực vân lên tiên triều. Các đạo quân, đạo tôn đứng ở trên người. Người chăn nuôi đẳng cấp tiên vương, tiên quân thì xua đám tịch diệt cự thú tàn phá trong cương vực vân lên tiên triều, ăn thịt người, nuốt tinh cầu, cắn hư không. Nơi tịch diệt cự thú đi qua, đất đai bị ăn sạch, dung nham bị uống cạn. Ức vạn xúc tu của thần mẫu đạo quân hô qua hô lại, không ngừng sinh sản các cục trứng thịt. Trứng nứt ra, các tiên vương tiên quân thân nhiễm tịch diệt ma khí từ bên trong cũng nhảy ra ngoài. Hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã có mấy trăm vạn tiên vương tiên quân, thiên quân được chế tạo ra, liên miên tấn công bốn phương tám hướng. Bọn chúng dẫn dắt ngày càng nhiều tịch diệt cự thú đánh vào các thành trì đế quốc. Thành trì đế quốc mới kích phát tiên trận đã bị san bằng ngay. Sinh linh trong thành, phụ nữ trẻ em, người già người trẻ đều bị nuốt sạch. Trong vân lên tiên triều, các thiên quân, đạo tôn thấy cảnh tượng này đều biến sắc mặt. Tiên vương đã là tồn tại cực giỏi, có sức phá hoại vô biên, có thể phá hủy ước vạn vạn dặm hư không. Huống chi tiên vương chỉ là sinh vật tịch diệt cấp thấp do thần khí tạo hóa chế tạo ra. Tiên quân mạnh hơn tiên vương gấp vô số lần, cộng thêm các cục trứng thịt có kèm theo trứng tiên quân, đạo quân, thế cục tiên giới đã trở nên nguy hiểm. Tiên đạo bây giờ đã có xu hướng suy yếu, hơi thở tịch diệt không ngừng ngập đến. Sóng kiếp mấy thời đại tiền sử đổ vào tiên giới, xâm thực tiên đạo, tuy không ảnh hưởng toàn bộ sinh linh, thế nhưng biết bao nhiêu người chết vì nó. Những sinh linh chết thảm càng làm sâu sắc hơi thở tịch diệt, cộng thêm ác chiến trong vũ trụ ma giới, tử thương vô số, khiến hơi thở tịch diệt càng ngày càng dày đặc. Cơ thể thần mẫu đạo quân trải qua tịch diệt đạo nhân cải tạo, đang hấp thu hơi thở tịch diệt, hút năng lượng từ trong đó, tạo hóa tiên vương tiên quân, thiên quân, đạo quân tiền sử. Hơi thở tịch diệt đậm đặc, thần khí tạo hóa đó tạo ra càng nhiều sinh linh tịch diệt, tốc độ càng nhanh. Tịch diệt cự thú thì thần mẫu đạo quân không tạo ra được. Tịch diệt cự thú là sinh linh tịch diệt đạo nhân sáng tạo, là quái vật tăng mạnh tịch diệt kiếp. Tịch diệt cự thú cắn nuốt, tiêu hóa tất cả, có bản lĩnh biến thiên địa vạn vật, bao gồm hư không, hóa thành tịch diệt. Loại sinh vật này có sức chiến đấu cỡ tiên vương, số lượng rất nhiều, tự mình sinh sản. Mặc dù trong vũ trụ ma giới, tịch diệt cự thú chiến đấu với đại quân do Đinh Linh đạo mẫu, giáo chủ thống lĩnh đã lâu, thế nhưng chúng không giảm bớt số lượng là bao, ngược lại càng lúc càng nhiều. Bởi vì đám tịch diệt cự thú này ăn mất một nửa vũ trụ ma giới, tự mình tách ra sinh sản. Người chăn nuôi xua bầy tịch diệt cự thú như ôn dịch lan tràn bốn phương tám hướng. Nếu không ngăn cản, không tiêu diệt chúng nó thì rất nhanh, tịch diệt cự thú sẽ lan rộng khắp vân lên tiên triều, nuốt hết toàn bộ sinh linh trong 800 tiên châu thuộc tiên triều. Cản Khôn lão tổ, hãy dẫn dắt tất cả thiên quân, tiên vương, tiên quân đi tiêu diệt tịch diệt cự thú cùng người chăn nuôi ngay lập tức đi. Vân lên nữ đế nhìn Cản Khôn lão tổ nói, đạo quân và đạo tôn còn có tác dụng quan trọng khác, không biết lão tổ có ngăn lại mấy người chăn nuôi và tịch diệt cự thú được không? Càn Khôn lão tổ bình tĩnh nói, có thiên nhãn thiên quân đủ cho ta ngăn chặn rồi, thiên nhãn thiên quân theo ta đi một chuyến thôi. Một thiên quân trẻ mắt to lĩnh mệnh cùng Càn Khôn lão tổ dẫn dắt tất cả thiên quân trong triều đi tập hợp đại quân ứng chiến tịch diệt cự thú cùng người chăn nuôi. Trong triều chỉ còn lại 51 đạo quân, đạo tôn. Mọi người biết Càn Khôn lão tổ túc trí đa mưu, thiên nhãn thiên quân giỏi giám sát tình hình thiên hạ, tùy thời nắm giữ hướng đi của đại quân tịch diệt cự thú. Người chăn nuôi nên không quá lo lắng. Trên lưng thần mẫu đạo quân còn mấy chục đạo quân, đạo tôn bảo vệ cho thần mẫu, là các đạo quân, đạo tôn chết trong tay tịch diệt đạo nhân, bị luyện vào tịch diệt ma chống, giờ bị gã nhờ thân thể thần mẫu đạo quân hồi sinh lại. Đạo tôn muốn sống lại dựa vào thần khí tạo hóa là cơ thể thần mẫu đạo quân cũng không được gì, cần phải có tồn tại như tịch diệt đạo nhân đích thân ra tay, tốn thời gian rất lâu mới sống lại bọn họ được. Dù là tịch diệt đạo nhân cũng mất mấy chục vạn năm hồi sinh tồn tại cổ xưa, thời đại nguyên đạo như nhóm thần dị, Thái La. Nếu là đạo quân bình thường thì cơ thể thần mẫu đạo quân dư sức chế tạo, không cần tịch diệt đạo nhân nhúng tay. Các vị đạo hữu,
thân thể thần mẫu là thần khí tạo hóa. Nếu cứ để nó liên tục chế tạo tiên vương, tiên quân, thiên quân thì trận chiến này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà chết thôi. Vân Liên Nữ Đế nhìn mọi người nói, bây giờ chỉ còn cách hủy diệt thân thể thần mẫu mới có cơ may chiến thắng được. Trong các người ai có kế sách gì chém đi thân thể thần mẫu hay không? Các đạo quân đạo tôn nhìn nhau chậm rãi lắc đầu. Không nói đến mấy chục đạo quân đạo tôn vây quanh bảo vệ cơ thể thần mẫu đạo quân, không dễ tùy tiện đến gần, dù tới gần được cũng không thể phá hủy cơ thể thần mẫu đạo quân được. Cơ thể thần mẫu đạo quân là thần khí tạo hóa, được Tịch Diệt đạo nhân luyện chế đến trình độ gần như ngang ngửa tiên thiên chí bảo. Trong số mọi người ở đây, chỉ có nguyên dục thái cực đồ của vạn vật đạo tổ là mạnh nhất, gã cũng sâu không lường được. Vạn vật đạo tổ lắc đầu nói, nguyên dục thái cực đồ của ta nếu luyện thành tiên thiên chí bảo thì còn cơ may đối phó được với thần mẫu, thì nhưng bây giờ còn thiếu. Tịch ứng tình tiến lên nói, có lẽ ta sẽ thử một lần khiến thần mẫu ngủ say, không thể chế tạo trứng thịt được nữa. Vân Liên Nữ Đế hỏi dồn, Tịch Thiên Vương có cách gì vậy? Tịch ứng tình lấy một minh kính cao cỡ một người ra, cười nói, đây là tiên thiên mộng kính, ta được báu vật này từ Đại La Thiên, là một linh bảo. Bị kính quang chiếu vào sẽ mơ màng ngủ say, chìm trong ảo mộng. Ta không cần va chạm với đám đạo quân tiền sử, chỉ cần chiếu một cái thôi là khiến thần mẫu đi vào giấc ngủ là xong rồi. Vân Liên Nữ Đế đứng lên, nếu đã có báu vật này thì không nên chậm trễ, chúng ta hãy lao ra ngoài ngay bây giờ. Vân Liên Nữ Đế quát to, chỉ cần Tịch Thiên Vương làm thần mẫu đi vào giấc ngủ là có thể lao tới gần, dù không hủy diệt thần mẫu được thì nhưng quyết cướp về. Các đạo quân đạo tôn bay lên ngay, lao hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. Mọi người tới gần, Tịch Cứng Tình vận chuyển tiên thiên mộng kính từ xa, kính quang bắn hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. Cơ thể thần mẫu đạo quân hồ vô số xúc tu không ngừng đẻ trứng, bị kính quang chiếu trúng, thoáng chốc xúc tu khựng lại, thân thể to lớn không gì sánh bằng nằm sắp xuống. Mọi người mừng rỡ, thành công rồi. Đám người định xông lên công kích, bỗng thấy một đạo nhân đứng trên lưng cơ thể thần mẫu đạo quân, giang hai tay ra liên tục rung mấy chục lần, từng đợt linh quang dâng trào rót vào cơ thể thần mẫu đạo quân. Cơ thể thần mẫu đạo quân chậm rãi thức tỉnh, ngửa đầu gào rú, các xúc tu múa may tiếp tục đẻ trứng. Lấy mộng nhập đạo, 3000 mộng cánh là cố nhân của ta, đế giang, thủ đoạn của Giang Thái Khư. Khuôn mặt đạo nhân bao phủ trong tịch diệt ma khí đậm đặc, bỗng hắn bắn ra một luồng sáng xanh, bắn từ tịch diệt ma khí rơi vào mặt Tịch Ứng Tình, sau đó rời đi, nhìn hướng tiên thiên mộng kính. Đạo nhân khẽ kêu lên, không ngờ cách hơn 1000 ức năm lại trông thấy thần thông lấy mộng nhập đạo. Tịch Ứng Tình tiến lên trước một bước quát hỏi, người là ai? Thái La đạo quân, đạo quân đầu tiên của thời đại Nguyên Đạo, xin chào đạo hữu thời đại Tiên Đạo. Đạo nhân kia xua đi tịch diệt ma khí, che mặt lộ ra khuôn mặt tang thương. Thái La đạo quân khẽ thở dài, sau khi đế giang chết đi, ta cứ nghĩ lấy mộng nhập đạo đã bị diệt tuyệt, không ngờ sau khi ta chết đi thật lâu sau lại được thấy đại đạo như vậy. Đám người Hồng đạo nhân tìm rất cái bịch, thầm than hỏng bét. Đạo chủ thời đại Nguyên Đạo, Thái La đạo tôn là tồn tại vô cùng cổ xưa, không ngờ nhân vật như vậy cũng bị tịch diệt đạo nhân tái tạo. Quân đạo nhân mắng lên, nếu người đã sống lại và có lý trí thì chắc cũng có thần hồn phải không? Tại sao trợ giúp tịch diệt đạo nhân làm ác như vậy? Vẻ mặt Thái La đạo quân từ bi buông tiếng thở dài. Không phải ta muốn làm ác mà là không thể không làm vậy. Tịch diệt đạo nhân thông qua thần mẫu khống chế tư duy hành động của chúng ta, buộc chúng ta phải làm như vậy. Mới vừa rồi phá mở lấy mộng nhập đạo là tịch diệt thấm nhuận ký ức của ta, mượn tay ta phá giải. Đạo hữu tiên đạo thứ lỗi cho, chúng ta cũng thân bất do kỷ trước đại kiếp nạn này. Bản thân thần mẫu đạo quân là lọ chứa lớn, có thể chứa và nuốt hết ký ức tư duy của mọi người. Nó càng phát huy tác dụng lớn lao trong tay tịch diệt đạo nhân, thần mẫu đạo quân thành trung tâm khống chế hành động của mọi người. Vân Liên Nữ Đế khẽ thở dài, bây giờ chỉ còn cách đánh thôi.
Vân Lê Nữ Đế thầm nghĩ. Tịch Diệt đạo nhân để lại nhiều đạo quân đạo tôn ở đây là vì đối phó với chúng ta. Không biết đại kiếp nạn này qua đi, ai có thể sống tiếp được đây? 51 đạo quân đạo tôn nhảy lên, công kích đám người Thái La đạo quân. Lúc này, vô số xúc tu thô to như sơn mạch từ bốn phương tám hướng đập tới, xuyên qua hư không, bắc các cây cầu đen. Bên trên cây cầu đen là vô số xúc tu đan vào nhau, biến thành trận pháp to lớn. Đây là lấy cơ thể thần mẫu đạo quân làm mắt trận, xúc tu là chân trận, biến thần khí tạo hóa này thành trận pháp to lớn. Đám người Vân Liên Nữ Đế, Giang Tuyết Tình, Hồng Đạo Nhân, 51 đạo quân cùng lao vào trận pháp, xúc tu đập tới, mọi người bị tách ra. Trước mắt Khuê Dực đạo quân hoa lên, một nữ đạo quân quanh thân bao phủ tịch diệt ma khí xuất hiện trước mặt mình. Khuê Dực đạo quân quát hỏi: "Người là ai?" Nữ đạo quân lao lên nói: "Quân phòng đạo mẫu, thời đại nguyên khởi, xin chào đạo hữu." Khuê Dực đạo quân lấy ra dị bảo từ Đại La Thiên, báu vật này là tiên thiên linh bảo có tên Tiên Thiên Thần Lô, uy lực chí cương chí mãnh. Khuê Dực đạo quân mới lấy Tiên Thiên Thần Lô ra đã có linh quang vô tận vô cùng, biến thành linh hỏa phun ra từ thần lô đốt nữ đạo quân. Tiên Thiên Thần Lô đốt dục khung trời, đốt cháy hư không, xúc tu của thần mẫu đạo quân biến thành đại trận cũng có xu hướng bị đốt cho tan chảy. Khuê Dực đạo quân dương cánh chán nứt ra một con mắt, nhìn ánh lửa chầm chầm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đột nhiên một bóng người bay ra khỏi tiên thiên linh hỏa, con mắt dựng đứng của Khuê Dực đạo quân bắn ra tia sáng vào bóng người đó, thoáng chốc bóng người bị chém thành hai khúc. "Yếu vậy sao?" Khuê Dực đạo quân mới nghĩ đến đây, đột nhiên thấy hai bàn tay to đen thò ra từ ánh lửa chộp cánh sau lưng gã. Một cái mồm to bị tiên thiên linh hỏa đốt cháy, chảy máu đầm đìa, bay ra táp người Khuê Dực đạo quân, xé vô số đôi cánh sau lưng gã, nuốt gã vào miệng. Đằng sau cái mồm to là quân phòng đạo mẫu bị linh hỏa đốt khét làn da, máu thịt bốc cháy. Bóng người lao ra chỉ là một đạo thân giống y như đúc. Người đẫm máu đi ra từ biển lửa mới là quân phòng đạo mẫu thật. Quân phòng đạo mẫu khẽ thở dài: "Đạo hữu, ngươi khinh thường thời đại nguyên khởi của ta, càng coi thường Tịch Diệt đạo nhân. Không phải ta muốn giết các ngươi, mà là Tịch Diệt đạo nhân kìa." Khuê Dực đạo quân chết, lửa yếu dần, tiên thiên thần lô bay lên đụng vỡ đại trận, lao hướng Đại La Thiên. Trong đại trận, thần mẫu đạo quân một mảnh mông lung, không chia trái phải, khó phân trên dưới. Băng Liên thánh mẫu đi trong trận pháp đột nhiên dừng bước lại, quát to. Tiên thiên giao cầm bay lên, giao cầm dung nhập thiên địa, thoáng chốc biến mất. Một Tịch Diệt đạo quân xuất hiện như vạn lôi, lao nhanh hướng Băng Liên thánh mẫu, nàng lắc người biến mất. Tịch Diệt đạo quân đánh một đấm làm thiên địa thác loạn, các cây cột to trổ lên từ mặt đất. Trên cây cột là các cầm huyền, khuôn mặt Băng Liên thánh mẫu hiện ra bên trên cầm huyền. 10 ngón tay Băng Liên thánh mẫu ấn cầm huyền, nàng lên tiếng nói: "Người là ai?" "Uất Chỉ đạo quân, thời đại nguyên đạo." 10 ngón tay của Băng Liên thánh mẫu lướt trên cầm huyền, đạo âm hóa thành từng linh quang sát phạt từ trên trời giáng xuống, công kích Uất Chỉ đạo quân. Linh quang cuồn cuộn quanh thân Uất Chỉ đạo quân, chặn lại đạo âm sát phạt. Uất Chỉ đạo quân xông ra ngoài huyền cầm, quát lớn: "Đạo âm của ngươi quá chậm, quá yếu, không thể tổn thương ta được." Băng Liên thánh mẫu cười nhạt, tóc tơ bay rối, từng sợi tóc tơ đụng vào cầm huyền, tiếng cầm tàu tàu dồn dập, linh quang sát phạt bay đầy trời, nhấn chìm Uất Chỉ đạo quân. Giây lát sau, trong tiên thiên giao cầm chỉ còn lại một bãi thịt vụn. Băng Liên thánh mẫu đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo tôn ngồi xếp bằng trong không trung, thân thể vĩ đại vô song. Băng Liên thánh mẫu dùng mình, thầm than hỏng bét. Đạo tôn không đứng dậy, một trưởng chụp xuống Băng Liên thánh mẫu: "Thần dị đạo tôn, xin chào đạo hữu thời đại tiên đạo." Băng Liên thánh mẫu không chút suy nghĩ, xoay người chạy trốn, nàng thầm nhủ: "Chắc chắn đại trận này là bốn trên tương ứng với bốn dưới. Ta chém Uất Chỉ đạo quân, đại trận cho rằng ta là cao thủ, điều động đại trận khiến lão quái vật mạnh nhất đối phó với ta." Thần dị đạo tôn là đạo tôn thời đại nguyên đạo, Băng Liên thánh mẫu là thiên quân thời đại yêu tộc. Kiếp này Băng Liên thánh mẫu khó khăn lắm mới tu luyện đến đạo quân, chỉ vì nàng trời sinh tính cẩn thận, mai phục trước, cộng thêm có được tiên thiên linh bảo, tiên thiên giao cầm bên trong Đại La Thiên mới chiếm tiên cơ.
Băng Liên Thánh Mẫu có thể sống sót từ thời đại yêu đạo đến bây giờ là vì nàng cướp đi tiên thiên giao cầm vốn thuộc về Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoàng Đạo Quân. Tiên thiên giao cầm trong Đại La Thiên giống như giao cầm trước kia, nhưng bên trong chứa 50 loại tiên thiên đạo cảnh, càng sâu sắc, uy lực to lớn hơn. Sau khi Băng Liên Thánh Mẫu được tiên thiên giao cầm, càng thuận tay tế luyện dễ dàng hơn người khác. Không phải nàng có thủ đoạn hơn xa đám người Quỷ Nhung Đạo Quân, Băng Liên Thánh Mẫu dùng tiên thiên giao cầm đối phó với đạo quân bình thường còn được, còn với tồn tại như Thần Dị Đạo Tôn thì kém xa, nên nàng chạy trốn. Băng Liên Thánh Mẫu mới nhích người thì đại trận Thần Mẫu Đạo Quân cũng thay đổi theo. Băng Liên Thánh Mẫu chạy tới chỗ nào trong trận pháp thì bàn tay của Thần Dị Đạo Tôn luôn theo sau, mãi mà không trốn thoát được. Ta phải chết một phen rồi. Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên dừng lại, xoay người. Băng Liên Thánh Mẫu dốc hết sức vận chuyển tiên thiên giao cầm. Trong phút chốc, giao cầm biến to ra thành thế giới lồng lộng. Băng Liên Thánh Mẫu ngồi xếp bằng trong không trung, tóc xõa ngang vai, 10 ngón bay múa, tiếng cầm vang vọng. Cầm huyền biến thành 50 tiên thiên bất diệt linh quang, lấp lánh trong suốt, nhảy múa giữa sợi tóc. Các ngón tay Băng Liên Thánh Mẫu biến thành một lũ tiết tấu huyền dị, tuyệt vời, lại tràn ngập khí sát phạt. 50 sợi dây chấn động không ngừng, 50 loại tiên thiên đạo cảnh bắn ra khỏi cầm huyền, nghênh hướng bàn tay to. Bàn tay của Thần Dị Đạo Tôn vỗ xuống, cầm huyền rung lên bần bật. 50 loại tiên thiên đạo cảnh biến thành 50 hình dạng tiên thiên pháp bảo khác nhau. Long lượng cuốn cổ vào nhau cùng bay, hà quang dâng lên, trời trăng sáng trong ngăn bàn tay lại. Lúc này, một bàn tay khác của Thần Dị Đạo Tôn từ bên cạnh tạt qua. Băng Liên Thánh Mẫu không kịp phản ứng, bàn tay đã đến trước mặt. Băng Liên Thánh Mẫu vội lật tiên thiên giao cầm che ở trước mặt mình. Các ngón tay của Thần Dị Đạo Tôn tung bay, đột nhiên bàn tay sinh ra 45 ngón, đều chứa đạo diệu khác nhau, cùng 5 ngón tay ban đầu ấn trên 50 cầm huyền, tiếng cầm ngừng bật. Bàn tay thứ nhất không bị ngăn cản nữa, theo đà vỗ mạnh vào mặt cầm. Băng Liên Thánh Mẫu ở đằng sau tiên thiên giao cầm bị chấn cho há mồm hộc máu. Thần Dị Đạo Tôn lại đánh một đấm vào mặt cầm. Băng Liên Thánh Mẫu tiếp tục phun ra máu, hơi thở hỗn loạn, không thể điều khiển tiên thiên giao cầm được. Giao cầm bay lên, Thần Dị Đạo Tôn gạt tiên thiên giao cầm ra, một chưởng vỗ vào trán của Băng Liên Thánh Mẫu. Băng Liên Thánh Mẫu ngước nhìn bàn tay giáng xuống, khóe môi tràn máu. Băng Liên Thánh Mẫu kể khẽ: "Thật đáng tiếc, thân thể kiếp trước của ta là thiên quân, may mắn sống qua tịch diệt kiếp, chẳng ngờ đời này vẫn không thể trốn thoát kiếp số được." Âm 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 âm. Một chưởng giáng xuống, Băng Liên Thánh Mẫu bị đè nát bấy. Trong tiên thiên giao cầm đột nhiên vang lên tiếng cười của Băng Liên Thánh Mẫu. Muốn lấy mạng lão lương sao? Không dễ như vậy đâu. Tiên thiên giao cầm vang lên một tiếng, bay lên chạy trốn. Thần Dị Đạo Tôn tấn công trúng mục tiêu, nhưng giờ lát sau nhận ra ngay có điều lạ, vươn tay chụp hướng tiên thiên giao cầm. Sao? Ký thác đạo quả vào trong giao cầm này sao? Băng Liên Thánh Mẫu tế luyện tiên thiên giao cầm khá sâu nên có thể ký thác đạo quả trong này. Tiên thiên giao cầm thừa dịp Thần Dị Đạo Tôn không kịp phản ứng, bay ra khỏi không gian trận pháp, tiến vào tầng không gian trận pháp khác. Thần Dị Đạo Tôn nhảy lên đuổi theo. Trong tầng không gian trận pháp này có một vòng thiên luân to lớn lăn lông lốc. Một đạo nhân đứng dưới thiên luân là Thương Hồng Đạo Nhân thời đại Nguyên Đạo đang đối trận. Thương Hồng Đạo Nhân cũng là đạo tôn thời đại Nguyên Đạo, tuy không cổ xưa như Thần Dị Đạo Tôn, thế nhưng thực lực tu vi không thua kém gì. Thời đại Nguyên Đạo là một thời đại trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Khác với thời đại Tiên Đạo ở chỗ, thời đại Nguyên Đạo không thống nhất quy tắc, tùy ý các loại đại đạo phát triển. Thời đại Tiên Đạo tuy cũng có đủ loại đại đạo, nhưng bị hạn chế trong tổng thể Tiên Đạo. Đối kháng với trận pháp to lớn này, không gì sánh bằng là Hồng Đạo Nhân. Bàn cổ thập nhị thiên luân đã được tế luyện đến đẳng cấp linh bảo, uy lực mạnh kinh khủng. 12 thiên luân liên tục chuyển động, nội ẩn 12 vũ trụ. Mỗi một thiên luân vận chuyển thiên đạo riêng, bàn cổ thập nhị thiên luân ầm ầm chấn động, chặn lại hết công kích của Thương Hồng Đạo Nhân, liên tục phản kích buộc Thương Hồng Đạo Nhân phải thụt lùi. Băng Liên Thánh Mẫu ở trong tiên thiên giao cầm đang phục hồi thân thể, vừa bỏ chạy. Tiên thiên giao cầm bay hướng bàn cổ thập nhị thiên luân. Hồng Đạo Nhân thấy vậy, một luồng khói xanh bay ra khỏi đỉnh đầu, chia thành ba, hóa thành ba đạo nhân ảnh, nghênh đón Băng Liên Thánh Mẫu và bàn cổ thập nhị thiên luân.
Thần Dì Đạo Tôn giáng xuống cùng Thương Hồng Đạo Nhân một trước một sau bao vây Hồng Đạo Nhân vào giữa. Thần Dì Đạo Tôn nói: "Trưởng tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giang Chiết, đạo hiệu là Hồng, ngươi tu luyện Hồng Mông Tiên Thiên, thời đại tiên đạo sao? Là ngươi và Quân Đạo Nhân khai sáng thời đại tiên đạo, khiến thời đại tiên đạo có huy hoàng như ngày hôm nay sao?" Thương Hồng Đạo Nhân tiến lên trước một bước, thở dài nói: "Nếu ngươi sinh ra trong một thời đại khác thì đã là đạo chủ, chúa tể một thời đại rồi. Thật đáng tiếc, ngươi lại sống trong thời đại tiên đạo. Thời đại này mai một ngươi." "Ồ, đạo huynh quá khen rồi." Hồng Đạo Nhân hành lễ nói: "Hai vị đạo huynh thứ lỗi cho, bản thể của ta không phải nhân loại, thật sự mà là nửa người nửa yêu. Bây giờ hai vị đạo hữu ép sát quá, Hồng ta buộc phải lộ ra chân thân chiến đấu với hai vị vậy." Âm 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 âm, 12 thiên luân ngã xuống, biến thành 12 thế giới hồng mông lồng lộng. Hồng Đạo Nhân, Băng Liên Thánh Mẫu đứng trong 12 thiên luân. Hồng Đạo Nhân quát to, thân thể thay đổi, lộ ra chân thân của mình.